はい、皆さんこんにちは。米軍日本語のダオです。よろしくお願いいたします。자다음은민국의라이홈라이트미친스티오의분들께요môn đài những câu hỏi xuất hiện trong đề thi GLPT N3 tháng 7 năm 2018. Thì như phần trước mình đã giới thiệu 8 câu hỏi ở môn đài 1, phần thi Kanji Yomikata rồi đúng nhỉ? Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp phần thứ 2, đó là Kanji no Hyuki. Giờ mình đã sẵn, 一緒に頑張りましょう。あ、先生、遅れてすみません。何？また遅れんの？すみません。Rồi, không để mọi người phải chờ đợi lâu nữa thì mình sẽ vào luôn câu hỏi tiếp theo nhé. Bắt đầu. 9 bằng 5 biểu. Agimasu. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Tên tên. Đào-san, câu hỏi là 何番ですか? 3番です. 何? こんな簡単な問題なのに間違ったの? 答えは2番ですね。 OK.文を読みますね。弟が入賞したと聞き、涙が出るほど感動しました。Rồi, thì trước tiên mọi người sẽ nhìn cho mình vào các kanji nhá. Đầu tiên mình có từ gì đây ạ? Ase trong mồ hôi, đúng nhỉ? Thì ase ở đây, chữ Hán của nó sẽ là chữ Hán, nhớ nhỉ? Chữ đó của Hán của nó sẽ là chữ Hán, âm cương của nó sẽ là ase và âm âm của nó sẽ là gang.Hán cũng như Hàn đúng nhỉ? Thì mọi người biết Hàn là Kang trong Kanji chẳng hạn, Hán trong Hán tự chẳng hạn. Đấy thì lúc ý sẽ là Kang rồi, cho nên Hán, Hàn cũng đều là Kang cả, được chưa? Tiếp theo thì mình có từ thứ hai chính là đáp án của mình, đó là từ lệ, được chưa? Lệ trong giọt lệ, nước mắt thì âm cương của nó sẽ là Namida, được chưa? Vậy đáp án cũng là Namida. Âm âm của nó sẽ là Re. Thì mọi người đã biết lệ trong ví dụ đúng nhỉ? Thì nó cũng là Re. Tuy nhiên từ lệ này rất ít dùng cho âm âm, cho nên mọi người hãy nhớ âm cương của nó thôi cũng được.Chợ. Từ thứ ba hơi khó một chút, đó chính là từ lưu. Thì mọi người đã biết được lưu trong du học sinh cũng vậy thôi đúng nhỉ? Thì sẽ là lưu gắc cự, được chưa? Thì lưu này cũng vậy, sẽ phát âm amon của nó sẽ là lưu, bởi vì tất cả các từ lưu phát âm giống nhau thì đều có amon giống nhau mà. Tuy nhiên âm cương của nó sẽ là nagareru, đúng nhỉ? Nagasu, được chưa? Đó thì ở trong từ lưu này có một từ rất là hay và mọi người cần phải chú ý, đó là từ ryuko, đúng nhỉ? Ryuko, ryuko nghĩa là từ lưu và từ hành, nghĩa lưu hành, nhưng mà còn một nghĩa khác nữa đó là thịnh hành, đấy là phổ biến, được chưa? Tiếp theo mình có yêu mong, đó là từ khóc trong nghĩa là khóc, đấy là một người đứng thì làm sao nước mắt tuôn rơi, đúng không? Đang ngóng chờ ai đấy. Naku, động từ naku, naki thì có từ ghép đó là naki goe. Nào, goe sẽ là âm thanh, được chưa? Đi ghép cùng với cả một động từ naku, naki, để cho bỏ mã sự đi thì sẽ thành là naki goe, sẽ là biến âm tiếng khóc, đúng nhỉ? Nào, chúng ta cùng bắt đầu câu tiếp theo nhá. Chưa bằng. Rồi, 5 giây, bắt đầu. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Tên tên tên. Đạo sẵn, có tài hoàn nào bằng đấy sắc? Hay, 2 bằng đấy. 正解です. すごいな。でしょ。では、答えは2番です。OK。お医者さんが血圧を測ってくれている。Rồi, để làm được cái câu này thì mọi người sẽ chú ý cho mình nhé. Ở đây phát âm của nó là kết sư và át sư. Thì mình sẽ xem là chữ Hán nào sẽ có phát âm là kết sư và át sư theo âm Hán Việt nhé. Đầu tiên ạ, mọi người nhìn mình chữ máy ạ. Thì chữ máy như mọi người đã biết ở sơ cấp chắc là ai cũng biết rồi đúng không nhỉ? Đó chính là cái đĩa, xà đạo, đúng không nhỉ? Thì chữ máy mờ và âm nhờ, được chưa? Thì sẽ không thể nào phát âm là kết sư được. Thế cho nên chữ máy thì sẽ làm sao? Sai, được chưa? Thế cho nên mình sẽ loại bỏ được đáp án 1 và...đáp án 3, còn lại chỉ có đáp án 2 và đáp án 4 thôi. Thì mình có gì đấy ạ? Up, đúng nhỉ? Up thì phát âm của nó sẽ là atsu. Còn dịch, từ dịch ấy, trong đáp án 4 ấy, phát âm của nó sẽ là eki, trong dịch thể, thể lỏng ấy, được chưa? Thế cho nên đáp án đúng của mình sẽ là kitsatsu của đáp án 2. Thì có một cái cách rất dễ nhớ của mãnh và huyết, hai từ này rất giống nhau đúng nhỉ? Chỉ khác nhau mỗi dấu chấm thôi. Đó là hồi xưa ấy, thìnước Nhật thường sẽ làm sao nhỉ, rót máu vào máu của động vật ấy, các loài động vật vào trong cái đĩa để uống hay làm gì đấy. Thì nước Việt Nam ta ngày nay cũng có một cái món mà cho máu vào trong đĩa xong rồi đông lại là món gì nhỉ? Đạo sao? Tiết canh des. Tiết canh, tiết canh. Tiết canh des. OK. Thì tương tự như vậy, từ thứ hai mình học được đó chính là kết ra sự trong huyết và
あ、じゃあ、11番いきます。OK、こいもら。何歳、まだ、何、4、ば、はい、も、へざ、ロイ、ダさん、何番ですか？はい、2番です。マジですか？あほ、3番、答えは3番です。間違えました。OK、次いきます。家の内側から掃除してくださいませんか？ロイ、内側。Thì mọi người chú ý cho mình nhé. Ở đây nghe cái phát âm thôi mình cũng có thể biết được đây là âm khưn rồi đúng không nhỉ? Hai từ ghép hai chữ Hán ghép từ âm khưn khưn. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ cùng phân tích xem các đáp án âm khưn của nó sẽ là gì nhé. Can gì ạ? Đầu tiên mình nhìn cho mình vào chữ này. Chữ nội này chắc khá là nhiều bạn biết rồi đúng không nhỉ? Thì này là âm on, còn âm khưn của từ này này sẽ là ừ chị. Được chưa? Này và ừ chị từ nội. Tiếp theo có một từ đáp án 4 đó là từ chung đúng không nhỉ? Thì từ chung âm on của nó sẽ là chiu, tuy nhiên âm cưng của nó sẽ là naka. Thì như vậy đoạn 4 sẽ lập tức bị làm sao nhỉ? Loại bỏ, được chưa? Chỉ còn đằng sau thôi. Mình cần biết được xem đằng sau nó sử dụng chữ Hán nào thì mình sẽ nhìn vào ba chữ Hán ở dưới đây nhé. OK, đằng sau câu 1, câu 2, câu 3. Rồi, câu 1 sẽ là chữ tắc trong quy tắc. Đúng nhỉ? OK, thì bây giờ mình có chữ tắc phát âm sẽ là sục cự, được chưa? Vậy quy tắc sẽ là ki sục cự. Rồi, phép tắc sẽ là gì ạ? Pháp tắc là gì đây? Mọi người sớm nhé. Pháp trong phương pháp đọc sẽ là hồ hồ, được chưa? Vậy chắc chắn thằng pháp trong pháp tắc cũng vậy thôi, nó sẽ là hồ. Vậy hồ mà cộng sâu cự, đáp án sẽ là hồ sâu cự, được chưa? Pháp tắc, phép tắc đấy. Tiếp theo mình có một từ, nó cũng khá là giống với từ tắc này thôi, và nó thêm bộ thủy vào đằng sau, đằng trước chứ, của mình sẽ... Ê, thì đáp án Việt của nó sẽ là chắc, được chưa? Chắc trong sự chắc địa, đo lường, đúng không nhỉ? Thì âm on của nó vẫn như vậy, phát âm sẽ là soku trong từ sokite và yo soku. Tuy nhiên âm cưn của nó là một từ rất hay dùng ở trong N4 hay N3, đó chính là hakaru trong từ đo lường, đúng không nhỉ? Đo cân nặng, đo chiều cao. Thì on do hakaru, đo nhiệt độ. Và cuối cùng mình có một từ đó là bộ nhân đứng trước, được chưa? Onyomi của nó sẽ là soku. Và ở đây mình có từ gì ạ? Sokkin, được chưa? Đáng lẽ đọc theo đúng thì phải là sokkin, tuy nhiên nó xảy ra biến âm trở thành là sokkin. Tiếp theo mình có là kunyomi của từ chắc này sẽ là gawa. Thì mình có ryo gawa, cả hai phía, cả hai hướng, được chưa? Uchi gawa, phía bên trong, được chưa? Migi gawa sẽ là phía bên phải, và mado gawa là phía cửa sổ, phía phương hướng. Cho nên đáp án của mình sẽ là 3 bằng desu. Gawa. Sensei ơi, tại sao ba cái từ cuối đều phát âm là số cự vậy ạ? Rồi, tại sao ba ông này lại đều phát âm là số cự thì mọi người nhìn vào đây cho mình nhá. Đầu tiên ạ, chữ Hán này có âm Hán Việt sẽ là tắc, chữ Hán này là chắc và chữ Hán này cũng là chắc. Thế cho nên ý, mọi người có thấy nó la lá nhau không nhỉ? Thì cái quy tắc đồng âm mình đã giới thiệu ở đây rồi, thì nghĩa là các từ chữ Hán âm Hán Việt khi đã phát âm giống nhau, la lá nhau thì phát âm on của nó cũng làm sao? Là nhau, được chưa? Hay thậm chí là giống nhau. Và ở đây nó xảy ra cái trường hợp như vậy, được chưa? Tắc, chắc hay chắc thì đều phát âm là soku ka. Wakarimasu ka? À, hai. Wakatta. OK. Dewa, tsugi ikimasu. 12 ban. Rồi, 5 giây bắt đầu. 5 4 3 2 1. Hết giờ. Kodai wa 3 ban desu. Rồi, watashi wa ante shita shikoto ni tsukitai. Thì chi tiết nhá, để mình trước khi vào đáp án là sao bằng vì sao thì mình sẽ chú ý đến cụm từ shikoto ni tsuku trước, được chưa? Shikoto ni tsuku sẽ là bắt đầu công việc, tham gia vào một công việc, được chưa? Rồi, bắt đầu sẽ đến các đáp án. Đây, mọi người nhìn cho mình nhá. Từ đầu tiên chữ Hán đó là chữ an thể, đúng nhỉ? Án và định, được chưa? Thì bây giờ nhìn cho mình, ở đây có t, được chưa? Thì t chữ Hán thể này lại phát âm là tay rồi, đúng nhỉ? Thế cho nên là chữ hai cái đáp án đầu mình sẽ loại luôn, bởi vì nó là chữ thể trong tay. Ví dụ chẳng hạn nhà thể dục là thai sục cự, được chưa? Thế cho nên đáp án 1, đáp án 2 loại luôn. Vậy bây giờ chỉ cần xác định xem ở bên đằng trước ấy nó là an hay là án thôi, được chưa? Bởi vì cả hai từ này đều phát âm là an. Đối với cả an trong người phụ nữ đứng dưới mái nhà, đúng nhỉ? Thì hồi xưa ấy thì bên Nhật có quan niệm đó là một mái nhà này mà có người phụ nữ
ở nhà trông nhà ấy, phục vụ nhà ấy, thì sẽ làm sao nhờ, có cảm giác nó làm sao yên tâm hơn, để sẽ an toàn hơn đó. Thì từ an đây sẽ là an trong an toàn. Còn đây là gì nhỉ? Bất an là chợ, từ bất cộng với cả từ an, phương an là chợ. Còn đây là anina kangae, là một cách suy nghĩ làm sao nhỉ? Hời hợt qua loa. Anina kangae là chợ. Kunyomi của an thì chắc bạn nào cũng biết rồi, đó chính là giả sư, rẻ là chợ. Tiếp, án thì nghĩa là gì? Thì mọi người chắc cũng khá là nhiều bạn biết rồi, đó là án trong cái đề án, phương án là chợ, đưa ra một cái ý tưởng. Thì onyomi của nó cũng là an là chợ. Iang có, à được, tôi có một ý tưởng rất là hay. Rồi theang, một cái đề án, một cái đề xuất là chợ. Và cuối cùng nó là anai suru, sự hướng dẫn. Thì từ anai cũng rất hay kiểm tra trong L3 và rất dễ nhầm với cả từ an trong sự an toàn, an tâm. Thì mọi người hãy cố gắng chú ý từ anai này nhé. Hai, nhớ sáng, mô kari mashita ka? Ok, tsugi ikimasu, 13 mang desu, 5 秒 agimasu. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. 答えは何番ですか？では答えは4番です。彼は友達の中でも最も親しい人である。Rồi, bắt đầu mình sẽ xét xem mà các chữ Hán ở đây sẽ có phát âm kun là gì trong các bộ tính từ nhé. Đầu tiên, sẽ cho mình đến từ đầu tiên, đó là từ cận trong gần đúng không nhỉ? Thì mình có từ chikai, để chợ, sơ cấp mình học rồi. Thì cho nên chỗ này thêm si vào là bất lập lý, cho nên loại luôn là 1, được chợ. Thứ ba mình có từ gì đấy ạ? Từ trọng. Trong naka, mối quan hệ giữa hai người, đúng là tình cảm giữa hai người, thì ở đây là naka ga ii hoặc naka ga warui, nó chỉ có danh từ thôi mà không thể có tính từ, cho nên đáp án 3 có làm sao ạ? Loại luôn là đi, chỉ có đáp án 2 và đáp án 4 thôi. Thì mình chú ý cho mình xem chữ Hán sử dụng ở đáp án 2 và đáp án 4 có gì khác nhau đấy ạ. Thì chữ 2 có bộ ở đây là cân, đúng nhỉ? Còn đây là bộ kiến, chữ có bộ cân này sẽ là chữ tân trong sự mới, đúng là mới mẻ, được chưa? Và đáp án này sẽ phát âm là ata rashi, là chữ atarashi. Đó, thì chữ tân này còn hai cái phát âm khác, à còn một cái phát âm khác thôi, đó là arata na, đúng nhỉ, cũng là mới mẻ. Đó, thế cho nên đáp án của mình sẽ là chữ thân trong oya, là chữ thân trong thân thích, sự thân quen. Kunyomi của nó sẽ là shitashi, ví dụ chẳng hạn như shitashi tomorachi, được chưa? Onyomi của nó sẽ là shin, ví dụ chẳng hạn như shin seki là gì nhỉ? Shin seki là thân thích, được chưa? Họ hàng đấy. Rồi đây là shin setsu là gì ạ? Thân thiết. Ok. Để tsugi mình đã học được từ mới, đó là shitashi, được chưa? Người thân nhất. Dewa, jujou ga ikimasu. Saigou no mondai desu. Dakara minasan, ganbatte kudasai ne. Zehi. 5 秒 agemasu. 5, 4, 3, 2, 1. Dewa, kotae wa nanban desu ka? Kotae wa 2番 desu. Rồi, shiai ni makete tottemo zannen deshita. 次は必ず勝ちます。Rồi, trước tiên mọi người sẽ nhìn cho mình 4 đáp án trước nhé. Nhìn này, 1, 2, 3 và 4 đáp án đều có âm đầu, đúng nhỉ? Chữ Hán đầu giống nhau, cho nên mình sẽ không thể dùng chữ Hán đầu để mà phân biệt được. Mình sẽ cùng xem chữ Hán đằng sau nó có những cái phát âm gì nhá. Đầu tiên là chữ nhiên, là chữ nhiên trong tự nhiên, shizen, là chữ. Phát âm của từ này sẽ là zen, shizen. Cho nên đáp án này sẽ không phải là đáp án đúng, là chữ, bởi vì chữ này phát âm là nên cơ mà. Sai, được chưa? Tiếp theo đó là chữ niệm, được chưa? Niệm trong quan niệm, thì từ niệm này sẽ là một từ thể hiện cảm xúc con người nhá, được chưa? Thì từ niệm này phát âm cũng là nên. Cho nên đáp án này tạm thời giữ lại, bởi vì nó là nên, thỏa mãn điều kiện của mình. Tiếp theo số 3 là từ luyện, luyện trong luyện tập, từ này là từ sơ cấp nhá. Phát âm của nó là gì nhỉ? Renshu, đúng không ạ? Thì ở đây phát âm của nó sẽ là ren. Thì dán ren thì chắc là sai rồi, đoán 3 cũng loại luôn, mà chỉ còn đoán 4 thôi, đó là tự nhiên, được chưa? Nhiên trong nhiên liệu đấy, được chưa? Nhiên này sẽ là đốt được cái gì đấy, cháy được, môi được. Phát âm amon của nó cũng là nên, được chưa? Ví dụ chẳng hạn nhà nên liệu, từ nhiên mà từ liệu. Vậy có nghĩa là chúng ta chỉ còn hai đáp án phát âm âm đuôi là nên thôi, đó là đáp án 2 và đoán 4. Tuy nhiên do là thua trận đấu cho nên tôi cảm thấy làm sao nhỉ? Khó chịu, được chưa? Tiếc nuối này, phẫn uất. Thế cho nên đáp án của mình sẽ liên quan đến một chút đến cảm xúc, được chưa? Và tương lai chỉ là đốt hay cháy cái gì thôi, hay là nguyên liệu để mà sử dụng làm xăng dầu đấy. Thế cho nên đáp án 4 của chúng ta cũng làm sao nhỉ? Loại luôn, và chỉ còn đáp án 2 là đáp án đúng thôi ạ. Rồi, kết thúc câu 4 thì chúng ta học được một từ, đó là gián nện, được chưa? Tán niệm. Ok, kết thúc câu 4 cũng là kết thúc phần thứ 2 của môn đai Mojigoi ở đây. Thế cho nên là mình sẽ còn những video series tiếp theo
ở môn này 3, 4 và 5 của phần thi từ vựng nữa. Thế cho em mọi người cố gắng đón xem và theo dõi series video của này nhé. Ok, では皆さん、これで終わります。Run. Hey, Dao-san, どこ行くの?皆さんにさよならでも言っといて。はい、そうです。皆さん、バイバイ。さよなら。はい、では皆さんご清聴ありがとうございました。皆さんぜひ皆さんの予備試験頑張ってくださいね。バイバイ。